Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Nguyệt thực trăng máu, thông điệp ngẫu nhiên. Đây là video chọn tụ bài, và các bạn sẽ chọn tụ bài theo phù hợp với năng lượng của mình. Bởi vì cái hiện tượng trăng máu vào tháng 11 này, nó được cung kim ngưu, tức là cung đất, điều khiển. Do đó việc này sẽ ưu tiên những gì bạn cảm thấy tốt theo nghĩa hữu hình, tức là những gì liên quan tới vật chất, thức ăn, tiền bạc, tài nguyên, bền vững. Phải được thoải mái và đi kèm với những cái việc là những gì bạn phải cần làm. Vì kim ngưu được cai trị bởi sao kim, nên niềm vui là động lực hàng đầu của lần nguyệt thực này. Do đó, ở lần nguyệt thực kim ngưu này, các bạn phải tìm tới sự thoải mái, bền vững và an ninh trong được ưu tiên nhất có thể. Để có được sự trọn vẹn của thân mật và kết nối với niềm vui, các bạn phải giải phóng nỗi sợ hãi và sự khan hiếm, bởi vì mình nhu cầu nhiều quá là không có được nha các bạn. Đó là những gì xảy ra vào những cái thời điểm trước kia. Đây là cái thời điểm kêu gọi các bạn chú ý đến sự an toàn và độ tin cậy từ các nguồn vật chất của chính mình. Bạn xứng đáng được tận hưởng và tận hưởng những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà không phải lo lắng về tất cả các giới hạn của nó. Khi nhật thực lần này sẽ nhắc nhở các bạn hãy ưu tiên niềm vui của chính bản thân bạn. Bất kể là bạn hiện tại có hay không có, bạn cũng phải ưu tiên cho mình vui trước nha các bạn. Và việc ưu tiên các bạn là hãy cho phép bản thân của mình tận hưởng một điều gì đó. Có thể là nghỉ ngơi sau những ngày làm việc cực khổ, lúc bữa giờ bạn không có nghỉ ngơi. Cho mình một bữa ăn ngon hay một ngày chăm sóc sắc đẹp ở spa. Cho phép bản thân của mình yêu cơ thể của mình để trải nghiệm sâu sắc về sự hài lòng. Nói cách khác, đây là lúc bạn thực hành một số việc tự chăm sóc bản thân của mình nhiều hơn so với thời điểm trước. Và các bạn sẽ chọn một cái tủ đá mà các bạn yêu thích ha. Mình có 3 viên đá, bạn chọn cái viên đá phù hợp với năng lượng của mình. Và sau đó các bạn sẽ xem cái trải bài của các bạn ở phía sau. Sau đây mình sẽ đếm từ 6 tới 1 cho các bạn chọn tủ bài nhé. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là thông điệp chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Sau đây mình xin kết nối với các bạn chọn tụ số 1 đầu tiên. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tủ đá mắt hổ. Ý nghĩa của đá này là sự tự tin và sức mạnh nội tâm. Và nó giúp cho các bạn bảo vệ linh hồn của mình ra khỏi bởi những cái linh hồn của ma quỷ. Rất là tốt cho các bạn đang bị cái thế lực thật ám theo đuổi. Sau đây các bạn có lá bài Bay of One. Và khi lá bài này xuất hiện thì cái thông điệp của trăng máu báo cho các bạn rằng bạn là một cái người rất là khá trẻ nè. Các bạn tiến tới những cái dự án cũng rất là mới luôn. Bạn chỉ mới bắt đầu cái mọi thứ với cái sự đam mê của chính mình. Một nguồn năng lượng dạng thô nhưng ra mặt rất mạnh mẽ và tự tin, giống như cái loại đá bạn chọn là đá mắt hổ vậy đó. Do đó bạn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Và bạn tiến tới với cuộc sống này với cái sự đam mê và hứng thú rất là nhiều. Dùng tất cả sự ngây thơ nhiệt thành của mình để vẽ nên cái bức tranh ý tưởng vô cùng thú vị luôn. Tuy nhiên do có sẵn cái nguyên tố đó, do việc mà bạn bị cái nguyên tố lửa, bạn rất là nóng tính, dẫn đến bạn mất phương hướng. Vì năng lượng là dạng rất là thô, do đó bạn cần phải được tinh chế mà cũng rất là khó tinh chế. Bởi vì bạn dạng một cái người rất là cứng đầu và bướng bỉnh. Bạn cần phải học hỏi nhiều hơn. Với một cái người mà ít kinh nghiệm đó, sẽ không có khả năng để làm được gì lớn lao đó các bạn. Bạn phải cần tìm đến một người thầy. Cái người thầy đó chỉ cần một cái người thầy chỉ điểm cho các bạn việc ở làm là bạn thành công. Và bạn cần có những cái mối quan hệ giúp cho bạn kết nối với xã hội này. Và bạn cần có một cái người mà tin tưởng bạn thật sự. Ví dụ như bạn là nam thì bạn cần có một người phụ nữ thật sự tin tưởng bạn, thì bạn mới có thể phát triển được cuộc sống này và cần thêm một người thầy. Nếu bạn là phụ nữ thì bạn cần cái sự tin tưởng một người đàn ông thì bạn mới có phát triển được trong tương lai. Và bạn sẽ biết được là bạn sẽ cảm thấy rất là bối rối trước những khó khăn và thử thách, bởi vì bạn thấy là cái khả năng và kỹ năng của mình còn rất là yếu. Và các bạn có thấy cái hình ảnh không? Cái người hiệp sĩ cầm khư khư cái gậy là
không để ý gì xung quanh, tức là các bạn coi cái bản ngã mình cao quá, các bạn bị thu hút bởi nó, thu hút bởi cái quyền năng của chính bạn, mà bạn không biết là sử dụng cái phương tiện đó để đưa ra ngoài, để chứng minh cho người ta thấy là bạn có khả năng nào, bạn cứ ôm chầm cái tôi của chính bạn. Chính vì vậy, cái sự nhận non nớt trong cái sự nhìn nhận, trong hành động của bạn rất là nhiều. Và bạn sẽ thường gây ra những rắc rối vì sự trẻ con và thiếu kinh nghiệm, đặc biệt là táo bạo, háo thắng của chính mình. Nhưng mà ở khía cạnh tích cực nhất là bạn rất là trung thực và đầy nhiệt huyết. Bạn mang đến cái niềm vui rất đơn giản, thuần khiết, luôn luôn háo thức trải nghiệm cái mới mẻ. Nhưng đôi khi cái chính sự trẻ con này, thiếu định hướng và kinh nghiệm sẽ khiến cho bạn gặp rắc rối rất nhiều với công việc và những mối quan hệ xung quanh. Mặc dù là bạn muốn đem tới cái niềm vui và nhiệt huyết cho người xung quanh, nhưng mà khả năng của bạn không có, cái kiểu như là trẻ người non dạ đó. Do đó cần phải tu bồi đạo đức cũng như tu bồi thêm những kỹ năng cần thiết cho mình, để cho những cái người xung quanh bạn không có bị dính vào những rắc rối cùng với bạn. Bạn là vua gây rắc rối cho người khác đó. Và về vấn đề tình yêu thì các bạn rất là hứng thú trong cái việc mà dấn thân vào tình yêu, nhưng bởi vì thiếu kinh nghiệm tình trường và khá bốc đồng, bạn sẽ nhanh chóng bước vào tình yêu với những trải nghiệm tuyệt vời. Bạn thấy cái gì cũng mới hết á, nhưng với sự háo thức của bạn đốt giai đoạn rất là nhiều. Chính vì vậy, cái mối quan hệ của bạn thường sẽ bị rất là thiếu thấu hiểu và dài lâu. Nhưng mà đặc biệt, bạn sẽ mang tới những điều trải nghiệm tuyệt vời, sự chân thành ngây ngô của bạn khiến cho đối phương thấy bạn rất là dễ thương. Một cái thời điểm này không phải là cái thời điểm để cho các bạn tiến tới một mối quan hệ hôn nhân và lâu dài. Bạn có tình yêu đó, nhưng bạn vẫn còn ham vui và không có trách nhiệm ý thức được là phải bảo vệ đối phương của mình. Bởi vì cái việc bảo vệ và niềm tin chính là nền tảng cần thiết để cho một gia đình hạnh phúc có được. Do đó bạn phải cần bồi bổ những cái kiến thức mới cho mình hiểu. Bạn rất là mới trong tình trường cũng như trong cuộc sống, do đó cần phải trang bị cho mình nhiều hơn. Dù bạn lớn tuổi hay không lớn tuổi, khi cái lá bài này xuất hiện chứng tỏ bạn đang rất thiếu trải nghiệm luôn á. Và nếu như các bạn cảm thấy mình bị rối loạn do dự khi phải quyết định một vấn đề nào đó, thì các bạn hãy xem xét nhờ ai đó giúp các bạn quyết định cái việc này ha. Điều quan trọng là bạn phải cần tập trung cái việc mình làm hơn, tìm hiểu kỹ thật kỹ những cái việc mình làm. Cái việc tập trung rất quan trọng trong tất cả vấn đề luôn các bạn. Nếu các bạn không tập trung thì dẫn đến các bạn không quyết đoán và khó thành công lắm. Và ghi nhớ là trong tất cả mọi chuyện, các bạn đừng bao giờ các bạn đốt cháy giai đoạn nha các bạn. Sau đây là thông điệp của Osho muốn gửi cho các bạn, đó là gì? Đó là lá bài Possibility, đó là khả năng vô hạn. Cái khả năng các bạn được phát triển nếu như các bạn biết yêu thương bản thân của mình, tự chủ hơn và bạn sẵn sàng cộng tác với mọi người, thì khi đó bạn sẽ đem được một cảm giác thoải mái, thư giãn, không gây rắc rối cho những người xung quanh. Và điều bạn cần là các bạn phải cần hòa hợp với bản ngã của chính mình. Khi đó bạn sẽ hiểu cái khả năng của mình đúng với bản thứ bạn cần. Bạn tận hưởng cái sự bay bổng cũng được, nhưng mà bạn phải vượt qua những cái thử thách trong cuộc sống của chính mình. Bất cứ cái gì đó ở trên giới nào, bất cứ nơi đâu, cái điều cần nhất là các bạn phải học hỏi nhiều hơn để các bạn thể tồn tại trong cuộc sống này. Chứ nên dễ dàng hài lòng với tất cả mọi thứ. Bởi vì khi bạn dễ dàng hài lòng với những cái thành quả bạn đang có, thì bạn sẽ trở nên rất là nhỏ bé. Cái điểm này là điều không bạn không nên. Do đó bạn cần phải tìm thấy sự tĩnh lặng từ trong chính bạn. Khi đó các bạn sẽ thấy được là cái sự tĩnh lặng này, nó sẽ giúp cho các bạn khai mở được sự tự do và những tiềm năng vô hạn của chính bạn. Tức là bây giờ các bạn đang rất là háo thắng, các bạn cứ vung phía tới, mà các bạn không biết là quay về chính mình chậm chút xíu, mình tập trung việc mình làm nhiều hơn, thì từ đó các bạn mới phát triển được. Đấy là những thông điệp mà muốn gửi cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn chọn tủ đá thạch anh hồng Rosewood. Thì đây là lỗ đá nói về tình yêu vô điều kiện. Nó giúp cho các bạn mở ra được trái tim, tăng cường tình yêu bản thân, tình bạn, hàn gắn với sự hòa bình của nội tâm, thiết lập cái lòng trắc ẩn và sự tin tưởng, sự hài hòa của bạn với chính bạn và những cái mối quan hệ xung quanh. Và bạn nhận được lá bài là Seven of Swords, đảo ngược. Có nghĩa là trong giai đoạn này các bạn phải làm nên trong sạch cái lương tâm của mình. Khi bạn đánh động được lòng lương tâm của mình hoạt động một cách mạnh mẽ nhất, và năng lượng lá bài này nhắc nhở cho các bạn rằng
Cái vấn đề là bạn không bao giờ được suy nghĩ xấu hay làm những điều tội lỗi trong cái thời điểm này. Bởi vì tất cả những cái gì, hành vi lừa dối mà gian lận theo một cách nào đó, thì lá bài tuyên bố là cái việc đó sẽ không thành công, đơn giản vậy thôi. Do đó các bạn phải suy nghĩ thật kỹ, nếu khi bạn nhận ra thấy ai đó họ đang muốn lừa dối bạn hay là đơn giản bạn muốn lừa dối người ta, thì cái việc này là không có thể xảy ra. Đơn giản là các bạn hãy nghỉ chơi với người này, quên người luôn đi các bạn. Bạn không cần phải giải thích gì nhiều để giữ mối quan hệ này hết á, khi biết là họ lừa dối bạn. Nếu như bạn lừa dối người ta thì mình không nói rồi. Nhưng bạn cần phải biết là khi mà có ý định hay tưởng tượng rằng ai đó lừa dối mình hay mình lừa dối người ta, thì chắc chắn là cái người này sẽ không thực hiện được, và ngay cả bạn cũng vậy luôn. Và đây là cái thời điểm để bạn tinh gọn là cái hành động của chính bản thân mình. Hãy tiến hành từng việc một, đừng cố gắng làm mỗi thứ cùng một lúc. Trong thâm tâm của bạn, bạn phải biết điều gì quan trọng cần được thực hiện và cần phải thay đổi ngay thời điểm này. Và trong công việc có dấu hiệu là hình như là những người sếp hay những người làm chung của bạn đang để ý bạn một cách rất là sát sao. Đây là cái thời điểm bạn không có nên phớt lờ những công việc ở chỗ làm ha các bạn. Bạn chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Một cái việc nhỏ nhặt nhất là họ cũng sẽ thấy luôn. Bạn sẽ khiến cho bạn mất uy tín rất là nghiêm trọng luôn á. Do đó các bạn phải chú ý đến cái khả năng người ta chú ý bạn rất là nhiều. Do đó các bạn phải đặt cái tự tín nhiệm lên hàng đầu nè. Và mình phải sẵn lòng cam kết thực hiện hơn những gì người ta mong đợi. Các bạn phải cho người ta cái gì hơn ta mong đợi, người ta sẽ quý mình các bạn. Lúc nào cũng vậy hết. Đừng có bao giờ làm thấp hơn cái sự mong đợi của người khác. Cá nhân của mình lúc nào người ta giao việc cho mình phải làm hơn hoặc xuất sắc hơn không à. Không bao giờ làm tệ hơn. Và giao thời hạn trước thời hạn xảy ra luôn. Và nếu như các bạn đang trong mối quan hệ cam kết, bạn cảm thấy không có hài lòng với mối quan hệ yêu đương của mình, và trước khi các bạn muốn nói với người đó thì các bạn phải tìm hiểu kỹ nguyên nhân, điều gì khiến các bạn không hài lòng, và phải xem xét cái vai trò của bạn trong mối bất hòa đó, những cái vấn đề gặp phải trong cuộc mối quan hệ, liệu bạn làm điều đó đúng hay là sai. Và cái thời điểm này không có nên là mất lòng ai hết. Cái thời điểm cái năng lượng nó không tốt cho bạn để bạn làm cái gì sai hết trơn. Cái thời điểm này bạn chỉ nên làm những điều đúng mà thôi. Và thông điệp của lá bài này cũng như thông điệp của Trăng Máu muốn các bạn, đây là cái thời điểm để các bạn tạo niềm tin cho người khác. Các bạn đừng có làm cái gì mà qua lo, đừng có làm cái gì mà nó hờ hợt nữa các bạn. Đây là cái thời điểm bạn thực sự phải tập trung 100%, 100/10 sức lực để tạo nên giá trị bản thân của mình. Và thông điệp của Osho muốn cho các bạn phải hiểu được là cuộc sống này chính là cái vô thường. Cái ý thức của bạn, mình sẽ là con số 0. Mình từ hư vô mình đến cuộc đời sống này, mình sẽ trở về hư vô. Do đó các bạn phải đừng có nên quan trọng cái gì quá đáng hết các bạn. Mình biết là cái thân xác tâm trí của bạn, mọi thứ này nó sẽ về cát bụi và hư vô hết á. Đây là cái bài học bạn cần phải vượt qua cái ảo tưởng của chính mình. Bạn không nên chuyển những cái gì vật chất sang vô hư vô là cái gì bất định không thể thực hiện được. Bạn phải tiến tới là mình phải khai mở trí tuệ của mình, khai mở những cái lòng trung cảm của mình, những lòng trắc ẩn với cuộc sống xung quanh. Bởi vì hình như là các bạn đang sống rất là hời hợt với cuộc sống này. Do đó các bạn nên tạo giá trị cho cuộc sống này nhiều hơn, chấp nhận và chia sẻ nhiều hơn đối với mọi người xung quanh nha các bạn. Và thông điệp đơn giản nhất là các bạn phải tập trung vào cái việc bạn làm, không có hời hợt nữa, và hãy biết cho đi nhiều hơn, quan tâm tới người khác nhiều hơn. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn đá Amazonite, đó chính là tương tự như đá ngọc bích. Đây là một cái loại đá tượng trưng cho tiền bạc, may mắn và thành công. Đây là phiến đá của những cái người mà về tiền bạc các bạn, khuyến khích sự may mắn và tài lộc đến với các bạn rất là nhiều. Và các bạn có lá bài The Magician. Khi mà lá bài này xuất hiện thì có dấu hiệu cho thấy bạn cần phải cẩn thận để không bỏ lỡ những cơ hội đến với mình. Đừng cho phép có sự thiếu tự tin ngăn cản của bạn nắm bắt những cái cơ hội đến các bạn trong thời điểm này. Nó đề cập đến việc là các bạn có thể là cái người nào đó đến trong cuộc sống của bạn và người này tự thể hiện mình là người hiểu biết, đáng tin cậy, và thực sự họ đang lợi dụng và thao túng tâm lý các bạn đó nha. Do đó các bạn hãy cẩn thận với những kẻ gian dối, tham lam, và hãy cẩn thận với những người mà đang tin tưởng ở hiện tại, bởi vì có thể họ đang lợi dụng các bạn đó. Và mặc dù các bạn có khả năng và kỹ năng rất là tốt, nhưng mà các bạn không biết sử dụng những cái kỹ năng của mình để tận dụng cho những cơ hội đang tiến tới với các mình.
bạn đang có một cảm giác rất thiếu tự tin, bạn cảm thấy là mình không có phát huy hết khả năng của mình, bạn lo sợ về những rủi ro liên quan đến việc bắt đầu một công việc kinh doanh gì mới hoặc những cái dự án mới của bạn. Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao bạn thấy cái sự thay đổi khó khăn, điều gì cản trở bạn, cái điều gì mà làm cho bạn thất vọng, điều gì mà làm cho bạn thấy là cái người đó lừa dối, không tin tưởng người khác. Nếu như bạn đang kìm hãm một cái dự án mới, những cái kế hoạch mới, thì chắc chắn rằng bạn phải tin tưởng những cái người khác có liên quan và phải tìm kiếm những cái người thầy để giúp cho các bạn. Nếu bạn cần sự giúp đỡ thì nên tìm người giúp đỡ nha các bạn. Và đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính thì bạn cần phải có cách tiếp cận chủ động để thay đổi hoàn cảnh của mình. Chứ đừng có để là mình bị mất cái cơ hội này, rất là uổng luôn á. Và nếu như bạn đang trong mối hệ tình yêu á, thì bạn cần phải cởi mở và trung thực hơn với người yêu của mình về nhu cầu và mong muốn của mình. Nếu bạn cố gắng thao túng cái đối phương của mình để đạt những gì bạn muốn á, thì đừng làm nha các bạn. Bởi vì cái sự trung thực và chân thành sẽ giúp bạn tiến xa hơn nhiều so với những gian trá và thao túng tâm lý của người khác. Các bạn còn độc thân á, thì các bạn đừng có hoài nghi về tình yêu nữa. Bởi vì cái tình yêu á, nó là cái gì đó nó đến thật là tự nhiên. Có một cái thái độ rất là do dự của các bạn trong tất cả cái lĩnh vực luôn. Bạn là người có tài, bạn có kỹ năng mà bạn sợ này sợ kia, bạn cản trở cái tài của mình rất là nhiều. Đừng có mất tự tin các bạn, đừng có mất niềm tin vào cuộc sống. Hãy lạc quan lên, hãy gửi tình yêu, đem cái ánh sáng vào trong cái phòng tối của mình. Ánh sáng nó đưa các bạn ra cái thế giới bên ngoài, bạn sẽ thu hút được những điều tốt đẹp đến với mình. Yên tâm đi, bạn có tài mà. Nhưng mà ở một số người á, sẽ cho thấy là có khả năng thao túng, xảo quyệt và láo lĩnh, đầy mánh khóe nha. Các bạn làm ơn, làm phước đi nha. Đừng có bao giờ chọn cái mánh khóe để thao túng người khác. Cái gì trung thực, chân thành cũng được các bạn. Bạn có tài rồi, bạn mặc sức mà ăn. Chỉ sợ người ta không tài thôi. Cái lời khuyên thật sự của mình dành cho các bạn á, đừng có sử dụng mánh khóe. Bởi vì nó không có dài lâu đâu các bạn. Mà cũng đến một cái vấn đề là nhiều khi các bạn á, mất tự tin về chính bản thân của mình quá, làm cho mình mất hết tất cả tầm kiểm soát xung quanh luôn. Đây là cái cơ hội để cho các bạn nhận thấy rằng mình cần phải chủ động hơn với cái tiềm năng vô tận của chính mình, để mình gặp được một cái người thầy, một người bạn giúp cho mình phát triển trong cuộc sống này. Đây là một lá bài rất là tích cực. Nếu như bạn biết tận dụng cái sức mạnh của mình, tiềm năng của mình, bạn là người tài, người giỏi, bạn có tất cả các kỹ năng để bạn giàu có, thành công. Chỉ thêm cái phần tự tin và chủ động hơn là bạn có một cái tiềm năng vô hạn để đạt đến những ước mơ sau này mà bạn mong muốn. Và thông điệp của Osho muốn gửi đến bạn là gì? Đó chính là các bạn có lá bài guilty, sự tội lỗi. Thấy chưa? Nó hợp năng lượng với lá bài này vô cùng. Các bạn đang có mất tự chủ, mất tự tin về bản thân mình vô cùng luôn. Các bạn phải thay đổi điều này ngay lập tức. Các bạn cảm thấy mình tội lỗi là một trong những cảm xúc tiêu cực nhất mà các bạn đang có. Các bạn đừng bao giờ nghĩ mình làm lỗi cái gì các bạn. Các bạn chỉ thấy cái bài học trong cái vấn đề mình làm thôi. Bởi vì khi mà cảm xúc tội lỗi này nó dẫn cho các bạn đến một cái sự thiếu tự tin, một cảm giác vô dụng, thì khiến cho mình không nhìn ra những cái vấn đề xinh đẹp và niềm vui xung quanh cuộc sống của mình. Do đó các bạn phải trở nên tốt hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn, ý thức nhiều hơn. Cái gì đã qua cho qua các bạn. Quá khứ là quá khứ rồi. Mình thay đổi cái quan điểm của mình về vấn đề đó. Tất nhiên mình không thay đổi được cái chuyện ở quá khứ, nhưng bạn có quyền lựa chọn là đúng hay là sai. Cái quan điểm mình nhìn, quan điểm của mình là bài học thì sẽ thấy bài học để mình phát triển. Còn bạn cứ quan điểm là tội lỗi là sẽ nhấn chìm các bạn luôn các bạn. Đừng bao giờ nghĩ mình như vậy nữa nha. Hãy buông xuống đi các bạn. Bạn thực sự là thành công nếu như các bạn bỏ ra cái cảm giác tội lỗi, bỏ ra cái gánh nặng của mình, thì bạn mới thực sự tái sinh. Bạn mới tiếp cận một cái tự do nhất, giúp bạn giải thoát được bạn ngay chính từ điện ngay bây giờ luôn. Hãy quên đi đi, tất cả mọi thứ đều không đúng. Cảm giác tội lỗi là không có, chỉ có bài học. Bạn nên tận hưởng cuộc sống này. Bạn rất tài giỏi, bạn rất xứng đáng. Bạn được tất cả mọi thứ nếu như các bạn vượt qua được sự mất tự tin và sự cảm thét tội lỗi của chính bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.